Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều công viên lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như công viên Cầu Giấy, công viên Thống Nhất đã tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, ghi nhận vào chiều ngày 5 tháng 4 tại công viên Thống Nhất, nhiều người dân vẫn bất chấp chui qua hàng rào để vào công viên Thống Nhất đi bộ tập thể dục mặc dù công viên này đã đóng cửa. Chỉ thị số 16 CTTTG nêu rõ, yêu cầu người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Vì thế, ngay từ sáng 1 tháng 4, công viên Thống Nhất đã đóng cửa không cho người dân tự do ra vào. Thế nhưng bên trong công viên vẫn có người dân đi lại tập thể dục, câu cá, một số người khi tập thể dục không đeo khẩu trang. Được biết, để vào được công viên, những người này đã phải chui qua hàng rào sắt phía đường Lê Duẩn. Ông S, sinh sống gần công viên Thống Nhất chia sẻ, do mấy ngày qua ở trong nhà bí bách, còn ngoài công viên rộng, không khí thoáng mát, nên ông đã quyết định ra đây tập thể dục. Mặc dù biết chui qua hàng rào để vào công viên tập thể dục là sai, nhưng khi vào trong, tôi vẫn đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ông S. Phan Trần. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vào chiều ngày 3 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, từ ngày 4 tháng 4 sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường mà không thuộc diện được phép. Đến ngày 5 tháng 4, lực lượng chức năng phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đã xử phạt 3 người ra đường không thuộc diện được phép ra đường. Mỗi trường hợp này bị phạt số tiền 200.000 đồng. Vì không có không gian rộng rãi, thoáng mát để tập thể dục, nâng cao sức khỏe, phòng chống COVID-19, công viên nơi có nhiều cây xanh thì lại đóng cửa, nên việc người dân bất chấp chui qua hàng rào để vào trong công viên là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, đây cũng là một hành động không nên làm. Hiện tại ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn trên cả nước, lượng xe cộ đã ít hơn do chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Nên nếu có thể, người dân nên tập thể dục ở quanh khu vực mình sống và đặc biệt hãy chú ý là đứng cách xa nhau 2 mét và đeo khẩu trang quý vị nhé. Trước đây vào ngày 3 tháng 4, Bộ Y tế đã công bố 4 ca mắc COVID-19, trong đó đáng chú ý là bệnh nhân số 237 người Thụy Điển, có tiền sử dịch tễ rất phức tạp và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thì bệnh nhân này lại có thái độ không hợp tác, thậm chí không đeo khẩu trang trong quá trình chữa bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngay từ đầu, bệnh nhân số 237 đã không hợp tác với các y bác sĩ tại bệnh viện, không phối hợp điều tra dịch tễ, khiến công tác chữa bệnh cho bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn. Ngoài thái độ thiếu hợp tác, bệnh nhân còn không đeo khẩu trang trong khu vực điều trị. Phía các y bác sĩ phải thuyết phục thì bệnh nhân mới nghiêm chỉnh chấp hành. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tốt, tỉnh táo, không sốt. Tuy nhiên, bệnh nhân có bệnh lý nền trước đó. Bệnh nhân số 237 là người Thụy Điển có lịch trình di chuyển phức tạp. Trước khi nhập viện điều trị COVID-19, bệnh nhân 237 đã khiến hơn 101 người tiếp xúc F1 phải cách ly xét nghiệm. Trong số này có 89 y bác sĩ tại 4 bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, nơi bệnh nhân từng ghé đến. Đó là Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Viện Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện E. 12 trường hợp tại khách sạn nơi bệnh nhân 237 lưu trú, tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Hiện chưa ghi nhận ca mắc mới nào liên quan đến bệnh nhân 237 này. Xin được cung cấp thông tin thêm với quý vị rằng trong 2 buổi sáng gần đây, tức là vào ngày 5 và ngày 6 tháng 4 năm 2020, Việt Nam chưa ghi nhận thêm bất cứ ca nhiễm COVID-19 nào. Và trong vòng 24 giờ vừa qua cũng chỉ có một ca duy nhất được phát hiện. Đây quả là một tin vui đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.